quý vị, hoạt động mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên mạng Internet diễn biến hết sức phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi gây bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên, việc xử lý các hành vi mua bán hàng nóng trên mạng xã hội gặp không ít khó khăn do khó xác định danh tính, địa chỉ cả người bán lẫn người mua và một số vướng mắc do quy định của pháp luật. Những vụ án gần đây mà Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và thành phố Đà Nẵng đã cho thấy sự cương quyết trong đấu tranh với các loại tội phạm này của toàn lực lượng. Tầng sâu trong một con ngõ nhỏ trên đường Tô Hiệu thuộc địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Ít ai biết được rằng ngôi nhà như bỏ hoang này lại là kho chứa của lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ đang rao bán khắp nơi trên cả nước, ngổn ngang những dụng cụ, phương tiện. Đây còn là nơi chuyên để quay những clip giới thiệu sản phẩm quảng cáo trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn người theo dõi đặt hàng. Từ đầu tháng 12 đến nay, hai đối tượng Hồ Văn Quân, trú tỉnh Quảng Nam và Phạm Ngọc Long, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã cấu kết chế tạo, tàng trữ vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ các loại để bán kiếm lời. Quay video đang phát sản phẩm lên YouTube cho người mua có nhu cầu thì em bán. Nói chung là cái độ sát thương thì nói chung là tầm 50m là độ sát thương. Còn đây là ngôi nhà của Huỳnh Đắc Hải, 28 tuổi, trú tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng và Công an quận Cẩm Lệ bắt quả tang với 726 loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm, một máy tính xách tay và một điện thoại di động phục vụ việc mua bán vũ khí trái phép. Qua đấu tranh, Hải khai nhận từ tháng 12 năm 2022, Hải đã truy cập vào các trang thương mại điện tử tại Trung Quốc để đặt mua các mặt hàng là dao các loại, roi điện, bình xịt hơi cay, đem về giấu tại nhà. Sau khi nhập hàng về, Hải tạo trang fanpage trên Facebook và các trang bán hàng khác tại Shopee để đăng bán các loại mặt hàng này, thu lợi cá nhân. Có hai nguồn, đó là một là em mua trên những trang thương mại, thì trên đó họ bán nhiều với lại thời gian giao hàng rất là nhanh. Còn một phần thì em sẽ nhập từ những trang nhập hàng tiểu ngạch. Những cái trang tiểu ngạch thì nó sẽ có hỗ trợ mình lấy hàng cũng như nhập hàng về. Chính sự tinh vi kèm theo việc giao dịch mua bán phần lớn diễn ra trên mạng xã hội nên việc phát hiện dấu vết đối tượng mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ thực sự rất khó khăn. Từ việc nắm bắt nguồn tin đến lần theo những phi vụ mua bán qua mạng đã khiến lực lượng an ninh Công an thành phố Đà Nẵng đã phải mất rất nhiều thời gian và tập trung cao độ. Mỗi một đường dây bị bóc gỡ là cả một quá trình nỗ lực không ngừng. Trinh sát của phòng BA05, phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao cũng đã nghiên cứu rất là kỹ các phương thức thủ đoạn đó và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm các đối tượng. Theo thống kê của Bộ Công an, hiện nay có gần 60 hội nhóm hoạt động mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ với tổng số hơn 90.000 thành viên theo dõi trên mạng xã hội, đặt ra những tồn tại khó khăn nhất định cho công tác quản lý. Để ngăn chặn hành vi mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội, người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đề cao cảnh giác khi phát hiện người có dấu hiệu tàng trữ, mua bán, chế tạo, vận chuyển vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.